Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình xử lý thêm một cái ban của đồng hồ cơ cổ nữa ha. Đây nè, đây thôi mình quay tới đây. Rồi nó đờn hoài, nó sẽ đờn hoài nha. Và khi mà vô mình gắn trên máy á, nó chạy tới đây nè. Là ví dụ như 3 giờ đi thì 3 giờ 55 là nó đờn rồi. Chứ chưa tới 60 mà nó đờn hoài. Nó đờn chừng nào mà tới qua tới khỏi tới số 60 là bắt đầu nó sập cái cò xuống này thì nó mới đờn đúng lại đó, thì nó mới giật. Thành ra khi mà mình quay bằng tay á, thì nó đờn đúng nè. Thì đúng, nhưng mà mình trên máy nó chạy á, thì nó chậm hơn mình quay bằng tay, quay kim bằng tay. Thành ra nó chỉ cần nhóm lên thôi là nó là. Ha. Là nó đờn hoài, nó đờn tới chừng nào mà tới khi mà nó qua tới đây nè, bạn coi nè, nó sẽ đờn tới đây. Tại vì nó sập xuống đây thì nó dừng, nhưng mà nó cũng không dừng. Ha, nó đờn hoài, nó không sập luôn. Chừng nào mình cho cái cò này nó qua cái trong đây, các bạn nhìn kỹ trong đây nè, nó có cái mũi nó sập xuống này, đó, nó sập xuống thì nó mới xuống này, nó mới dừng. Nha, rồi bây giờ mình tháo ra ngoài, các bạn cùng với mình xử lý cái ban này ha. Cái này không cần phải đã máy đâu, chỉ cần nhóm nhóm tháo cái nhông này ra thôi. Nó bị gãy một cái chốt cận ở trong cái nhông này, chỉ cần nhóm nhẹ lấy cái này là mình làm thôi ha. Rồi sau khi mình xả cót xong hết, bây giờ mình nhóm mang ốc ra các bạn hả. Nhóm mình tháo nội cái bánh răng này lên thôi, thành ra không có phải đã máy. Đây, các bạn nhìn kỹ đây nè, nó có một cái chốt này các bạn thấy không, chốt chặn bị gãy rồi nè, đó. Cái chốt chặn nó đóng ngang đây nè. Rồi bây giờ mình đóng lại cái chốt này mới vô cho nó ha.
kiếm cái chốt mới đóng vô các bạn. Bạn đóng thấp có hơn cái ngấn này chút xíu nha các bạn, để vô nó đục vô trong cái thành. Rồi ok, bên này cắt bằng. Hàn đắp cho nó miếng chì cho nó yên tâm các bạn. Dây là cứng rồi đó nhưng mà mình kỹ đi, xài lâu dài cho khách người ta xài lâu dài mà. Đắp cho nó miếng chì vô chắc cú. Cái cò cái này là để nó móc lúc nó thí dụ như là trước 5 phút là nó đờn á, thì nó sẽ dở cái cò này lên, nó dở cái cò, nó dở cái cò trên lên cho cái này nó quay lấy chớn, quay tới chớn thì xuống nó chặn ngay đây nè, nó không cái bát nó chặn nằm chặn đây, thì tới khi mà nó tới đúng cái giờ mà điểm nhạc á thì cái cò nó sập xuống thì cái này nó quay. Mình thử ra nó gãy cái này là nó quay hoài, nó kém 5 là bắt đầu là nó quay. À, dắt vô. Cái này các bạn nhìn trong đây nó có cái bắt chặn nè. À, đây nè. Đó, cái này nó kém 5 phút là bắt đầu là nó dở cái cò, hai cái móc trên móc này nó dở lên thì con sen sẽ quay, nó lấy chớn quay tới đây, quay tới đây quay, thì lúc mà nó đội lên thì cái này nó lên nó chặn này nè, nó quay lấy chớn nó dọn chặn ở đây, khi mà tới đúng cái giờ điểm là nó sập cái này xuống nè, cái đó nó quay luôn. Thành ra khi mà nó gãy móc đó thì cái này nó chặn không có tác dụng gì hết, kém 5 phút là bắt đầu nó quay hoài. Rồi mình ráp vô cái này.
Rồi các bạn coi mình thử ha. Ví dụ như tới đây là 60 phút phải không? Thì tới 55 là nó sẽ chạy một chút xíu lấy chớn nè. Đó. Giờ tới số 60 là nó sẽ sụp cái cò xuống là nó chạy luôn. Như vậy mới đúng nha các bạn. Chứ tới khi mà nó vừa lấy chớn mà nó chạy hoài luôn là như hồi nãy là nó sai đó. Là do là gãy cái cốt đó đó, gãy cái móc đó. Gãy cò móc đó nha các bạn. Rồi ok ha, mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.